Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nội ạ. Vâng, alo, em chào chương trình Gặp Vâng, Lý tôi rồi. nghe đây ạ. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em và vợ em đã cưới và chung sống với nhau là 9 năm rồi. Vâng. Được một cậu con trai được 8 tuổi rồi ạ. Và Vâng. một cô gái được 3 tuổi ạ. Vâng. Về cuộc sống gia đình của em thì mọi chuyện là sau khi cưới nhau được 2 năm ạ. Thì em phát hiện ra vợ ngoại tình ạ. Vâng. Lúc đấy em là có một cậu con trai và vì cậu con trai và còn tình yêu với vợ, em đã tha thứ cho vợ. Vâng. Cái đến 3 tuần em lại phát hiện vợ ngoại tình Vâng. là hai. Vâng. Thì em rất sốc. Tại vì là trong cuộc sống vợ chồng em ấy, để mà nói là kinh tế thì có thể nói là trong cuộc sống sinh hoạt là đủ. Vâng. Và công việc của vợ cũng làm trong công việc nhà nước cũng ổn định cũng đủ. Còn em là kinh doanh nên là cũng đi thời gian đi lại suốt. Thì vâng. Trong quá trình sống với nhau 7 năm còn lại thì em do bị cú sốc của vợ, vợ ngoại tình, cú sốc đầu tiên đó, thì vâng. là em sốc. Lần này hai vợ chồng em, lần này em thực sự khác. Em nói với ông ngoại sang và em trao đổi với ông và vợ thú nhận tất cả. Vâng. Vợ thì lại xin lỗi. Vâng. Nhưng còn em thì... Bạn em cũng đang rất là bối rối đúng không ạ? Không biết là... Tôi biết phải làm như thế nào. Vâng, tôi rất là hiểu cái hoàn cảnh của bạn và cũng rất là chia sẻ. Bạn đã tha thứ một lần và lần này thì cô lại mắc sai lầm lần nữa. Và không biết là có nên tha thứ hay là sẽ giải quyết theo cái lý trí của mình đúng không ạ? Vâng, chính vâng. Xác. Chuyên gia tiếng lạc đinh đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh ạ. Rồi, chào em. Vâng, em chào anh. Thái độ của cô đợt này thế nào em? Thái độ của cô đấy lần này khác lần trước hoàn toàn. Lần đầu tiên thì cô đấy có thể làm tất cả để được sống với em. Ừ. Nhưng mà trong cuộc sống vợ chồng thì vẫn bình thường, nhưng mà chỉ có mỗi điều là em phải công tác nhiều thì là không quan tâm được sâu sắc hơn cho cô đấy một chút. Ừ. Nên mới xảy ra chuyện đấy. Nhưng mà đến lần này thì cô ấy đều bảo là tất cả mọi cái đều do anh quyết định tất. Kể cả phía ông ngoại, ông cũng tư vấn cho em mà. Thì bố không biết nói gì với con, mọi cái tất cả đều do con á. Ừ. Thì ông bà với ngoại sống với em rất tốt. Ừ. Mà em sống với vợ con thì lo tất cả cho vợ con. Không có một điều gì thiếu sót. Mình bị tổn thương rồi nên mình hay bị dày vào bản thân nên mình không lấy được. Anh hiểu rồi. Lúc ấy mình vừa mới lấy vợ, con còn rất là bé và lại cú sốc đầu đời. Và mình nghĩ rằng là nói miệng tha thứ là tha thứ được. Nhưng thật ra nói rằng không chấp nữa nhưng vẫn đau và vẫn cứ, nó cứ ám ảnh đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế và chính vì cái ám ảnh ấy, thành ra em khi mà ứng xử hay đối xử với vợ nó cũng cứ có một chút gượng gạo và một chút nào đó cảnh giác gần gợn. Vâng. Và phụ nữ thì vô cùng nhạy cảm. Từ cái ôm hay từ cái nắm tay hay từ cái hôn mà ta cũng đều cảm nhận thấy. Con người ta nó phức tạp lắm. Ví dụ em nói là em chăm sóc đầy đủ, tiền không thiếu, rồi nhà cửa không gì, rồi chẳng bắt làm gì, đi công tác đều có quà. Nhưng mà cái người phụ nữ ta muốn nhiều thứ lắm. Kể cả có hơi đôi đói một tí nhưng mà chăm sóc hết mình, yêu hết lòng, nói những lời dịu ngọt, thỉnh thoảng đưa đây đi đó, thỉnh thoảng lại cấu một cái, nắm tay một tí chẳng hạn. Nên là có những cái thứ mà nó rất là đơn giản bình thường nhưng người ta cảm nhận thấy. Thế thì em đã bị cái việc bận rộn là một chuyện. Thật ra thì nhiều người bây giờ bận vẫn lắm, người đi công tác chứ không phải cứ ai đi công tác thì cũng không ấy. Có người nửa tháng mới về với vợ một lần nhưng mà gặp nhau hai ngày thôi ấy, người ta vẫn cảm nhận ấy, cái sự tròn đầy đẫy đà của cái tình cảm vợ chồng. Thế còn thì mình thì một lần trước thì đã như thế, xong nó để lại cái ấn tượng ám ảnh. Mà tận những 6-7 năm nay, em ơi đấy, người ta thiếu cái gì thì người ta đi tìm ở ngoài cái đó. Vâng, em bảo là sau 2 năm yêu vợ thì mới chinh phục được vợ. Nhưng mà người đàn ông này chỉ trong vòng 1 tháng mà tán được vợ thì nó nhiều và làm cho em cú sốc và em hỏi. Tức hỏi cơ, hỏi vì sao vợ em cũng đã tham gia chương trình, em cũng đã nghe chương trình của chuyên gia về cuộc sống thanh lịch người Tràng An Hà Nội vừa mới phát sóng hôm vừa rồi đấy. Sự tha thứ để em theo dõi và em đang băn khoăn cho mình. Tất cả mọi cái điều hạnh phúc gia đình đều là do em chứ không phải do cô ấy nữa. Rất tốt việc là em đã đắn đo suy nghĩ. Nhưng em phải nhớ rằng là mình tha thứ cho người không được làm tổn thương bản thân mình.
Nếu như cái sự tha thứ cho người khác ấy nó đúng lúc đúng chỗ, và sau đấy thì người ta ăn năn hối cải và người ta bù đắp cho mình và cuộc sống nó tốt đẹp lên, thì cái tha thứ ấy, cái vị tha ấy là xứng đáng. Nhưng nếu lần trước chỉ có một lần thôi mà hồi còn đang trẻ trung như thế, thằng cu nó còn đang bé như thế, vì rất nhiều sức ép mà em đã cho qua rồi, mà nhưng mà không cho qua hết được, lòng vẫn còn lăn tăn náy tăn náy. Lần này có vẻ em bình tĩnh hơn nhưng hình như sốc hơn. Vâng, chính xác. Bởi vì cái lần này nó sâu lắng hơn, em phân tích nhiều thứ lắm. Là trước thì em có thể chỉ nói rằng đấy nó là cái sự gọi là nhẹ dạ cả tin một lúc, còn ở đây thì em thấy rằng sống với chồng 8-9 năm mà sẵn sàng chỉ với cái thằng cu công trường ấy đôi ba ngày chẳng hạn, thế vậy nghĩa là không thể so sánh được cái chuyện rằng là mình thì mình tán tỉnh để lấy làm vợ thì yêu đương, còn cái kia có thể người ta chỉ đang khao khát cái gì đó, một cái khao khát mà nó cháy bỏng lên, lúc ấy thì người ta nhắm mắt, người ta làm liều để thỏa mãn, vân vân. Nhưng mà rồi cô ấy cũng đã nói thẳng rồi, bây giờ tùy em, và ông ngoại cũng chẳng dám bênh con gái, nói rằng tùy con. Vâng vâng. Một lần nữa không biết em có chịu được nữa không? Muốn giờ chúng ta tư vấn chút là vì em đang muốn là cách là muốn hai vợ chồng có một thời gian để suy nghĩ và lá đơn em biết là cô đã đăng ký và tất cả mọi hạnh phúc trong gia đình đều bây giờ là do bản thân em. Anh chỉ muốn nói một điều là khi trước mắt em không có con đường nào tốt nhất trong lúc này đâu. Ly hôn thì cũng dở, mà cố nghiến răng mà chịu vì thương hai đứa con thì răng còn nghiến đến bao giờ. Liệu rằng có lần thứ ba, thứ tư hay không. Mà ngay cả sau đấy cô ấy có sống tử tế đàng hoàng thì cái ám ảnh của em về những chuyện vừa qua nó cũng chưa chắc đã nguôi ngoai, chứ không phải là cô cứ còn. Ngay cả có những người mà tốt lên rồi nhưng mà về cái nghĩ xấu về nhau nó vẫn cứ còn, nó có ảnh hưởng đến cuộc sống nữa không, hay sống gượng gạo rồi bằng mặt mà không bằng lòng, mà cái gượng gạo ấy thì sớm muộn nó cũng lộ rồi, nó lại đẩy người ta lại đi vào một người khác thôi. Còn chuyện mà thương con thương cái là điều rất là tốt, bố mẹ nào cũng cần cân nhắc trước khi quyết định. Tuy nhiên nếu giữ một bầu không khí gia đình nó vẩn đục rồi, xong rồi vợ chồng cứ gượng gạo với nhau, con cái cũng chẳng tốt ở trong cái bầu không khí ấy, nó sẽ chẳng có cái đoạn hí 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 bố với mẹ này trêu đùa với nhau, xong con này là giả vờ ẩn rồi trốn rồi tìm rồi chùm chăn rồi ném gối đâu. Thế thì cần là cần như thế. Còn thì ngay cả ví dụ như trường hợp xấu nhất là em có chia tay, em là người bố có trách nhiệm thì cũng vẫn có thể lo được cho các con mình. Mà mình là người mà có tử tế, có học, có hành, ngay cả không còn là vợ chồng thì cũng không có nghĩa là kẻ thù. Thậm chí cũng cần phải tạo điều kiện cả cho cô ấy nữa chứ. Chỉ có điều rằng là cho mình có thể là, để nói là thanh thản thì không phải, nhưng mà để phía trước ít ra mình cũng còn nghĩ đến một cái hướng khác, để khỏi là nơm nớp là liệu có nữa không. Thế còn nếu nó cắt đứt từ đây thì giống như con đường nó cụt mà, thì người ta phải nghĩ đến chuyện là rẽ nối nào là khác, thì nghĩa là nó có một con đường mới. Còn hơn là cứ vừa đi con đường vừa nơm nớp mà khéo phía trước ổ gà, biết đâu tự nhiên lại lao xuống vực, biết đâu lại sắp tới là đường cụt, đúng không? Thì cái tâm trạng mà nơm nớp ấy nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được cái quyết sách tốt nhất để giải quyết chuyện gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ.